Chào Trinh, xin chào quý bác, quý anh chị và tất cả mọi người đã tiếp tục quay trở lại với thước phim tiếp theo trên kênh của Hoa Cải Vàng. Các bác mến, hiện tại Trinh đang có mặt ở ngôi nhà mới của em Hưng. Và hiện tại đang là buổi trưa các bác, đấy trời đang rất là nắng luôn. Hôm nay thì nắng cả ngày các bác, nắng từ sáng đến giờ rồi. Và cho Trinh ra đến đây thì thấy là ngôi nhà mới của em ấy là khóa cửa, không có ai ở đây cả. Như hôm nay là em Hưng không xuống đây các bác. Em ngôi nhà thì đang trong quá trình hoàn thiện mà bây giờ vẫn còn công việc sơn này với cả làm trần sửa lại một chút. Thì hôm nào em ấy cũng phải xuống đây để làm nhưng mà hôm nay không biết là nhà em ấy có việc gì lại không thấy ai ở đây cả các bác. Không thấy một bóng người ở ngôi nhà mới. Đấy, cái ngôi nhà mới của em Hưng thì sau này chắc chắn là phải làm cái mái hiên ở ngoài này này. Tại vì là cái ngôi nhà của em ấy ở trên quả đồi cho nên là nắng từ sáng đến tối các bác. Đến bao giờ mà trời lặn thì thôi. Có nghĩa là từ lúc mặt trời mọc đến mặt trời lặn là ánh sáng là sẽ chiếu thẳng vào ngôi nhà của em ấy. Cho nên là phải thiết kế cái mái ngoài này này. Đấy, chứ không là ánh nắng nó xuyên thẳng vào cái ngôi nhà chính luôn các bác nếu mà mở cửa ấy. Bây giờ thì tôi trên xe lên trên ngôi nhà cũ để xem là hôm nay nhà của em ấy có việc gì mà em ấy lại không xuống đây. Bây giờ thì xin mời tất cả các bác anh chị cùng tôi trình lên trên ngôi nhà cũ của em ấy các bác nhé. Hiện tại thì tôi trình đã lên đến trên ngôi nhà cũ của em Hưng với em Thuận rồi. Đây là cái con đường ở dưới nhà các bác. Khả năng xe giáo trình thì ra đến đây thôi. Đấy, để đây. Đi bộ lên một đoạn thôi các bác. Đường ấy rất là khó đi. Từ cái đoạn mà từ nhà mới lên ấy, thì toàn gặp những cái đường khó này thôi các bác. Đấy, đi vài vòng là xe là bây giờ hỏng hết các bác ạ. Vớ hết điểm rồi. Xe mới là cũng đi cái đường này vài lần là thành xe tàn luôn các bác. Không thể giữ được. Đặc biệt là đi những con đường này là phải rất là tỉnh táo với cả là phanh xe là phải ăn cơ. Chỉ còn có một đoạn thôi, trên thà là đi bộ lên còn hơn các bác, chứ cái đường này đi khó lắm này, toàn đá nhấp nhô này, đi mang tiếng là đi xe nhưng mà chủ yếu là dùng sức người đẩy là chủ yếu các bác, đi cái loại đường này. Cứ mỗi lần lên trên nhà cũ của em Hưng với cả em Thuận là lại ở cảm giác như là rất là lười lên nữa quá, mệt lắm, trời nắng chang chang. Rất là may mắn thì bên dưới nhà có một khu rừng để đi lên đỡ nắng. Mấy hôm nay thì cũng ít mưa đi rồi, không còn mưa nhiều như mà lần trước nữa các bác. Thường thường thì Hưng sẽ lấy xe để ở đây. Không biết là hôm nay em ấy có ở nhà hay không nữa. Xe thì không thấy ở đây các bác. Xe không thấy một cái xe ở đây. Thường thường là em ấy lấy xe để ở đây. Đào ra một chỗ như này để quay đầu xe này. Chỗ quay đầu cũng không có luôn đấy các bác. Sau này mà chúng cháu có thời gian rảnh ấy, sẽ đào hẳn một cái đường lên trên nhà cũ luôn để có chăn nuôi ở đây ấy, thì đi lại dễ các bác. Đấy, hết mùa mưa này đi, trước là cũng đào một lần rồi đây, đào ra thành một lối ra lên đến đây rồi, bây giờ còn đào từ chỗ này lên trên nhà cũ nữa rồi. Bắt đầu nghe tiếng chó sủa đấy. Biết là em Tuấn có ở nhà hay không? Hưng thì khả năng không ở rồi. Xe không thấy ở đây rồi. Nhà mới thì cũng không thấy ở, không biết là đi đâu đây. Chó này là cũng dữ phết đấy các bác ạ. Quen cơ. Trình đi. Không yên tâm mấy. Đấy, hiện tại Trinh đã ra đến nhà của hai anh em rồi các bác ạ. Hưng ơi! Thuận ơi!
Tuấn ơi, wow, như không có ai ở nhà các bác, thầy đóng cửa rồi. Trong quá trình mà đợi hai anh em về thì Trinh sẽ quay chia sẻ một chút về cái ngôi nhà cũ của hai anh em Hưng Thuận của bác nhé. Với cả là một số những cái kiêng kỵ của người đồng bào ở trên vùng cao, với cả những cái phong thủy của bác, thì cháu Trinh sẽ chia sẻ trong cái video này để cho quý bác anh chị cùng hiểu. Đấy, cái ngôi nhà như ngôi nhà của em Hưng với cả Thuận hiện tại thì những cái cây này này của bác là bị nâng lên hết rồi, những cái cây cột trống ở phía ngoài ấy. Đấy, hầu như là cái cột nào cũng bị nâng lên các bác nhé, những cái cột ngoài này cũng vậy này. Đấy, đây có một cái cột là nó cũng bị nâng lên rồi, cái hàng ngoài này là bị nâng lên hết. Thì khi mà có một cơn gió mà thổi từ phía đằng ngoài này vào ấy, thì cái ngôi nhà rất là nguy hiểm, có thể là chỉ cần một cái cơn gió thôi là đổ bất cứ lúc nào. Đấy, thì cũng may mắn là được quý cô bác quý mạnh thường quân là tài trợ thì bây giờ ngôi nhà mới thì cũng đã hoàn thiện rồi. Tuy nhiên thì trong quá trình hoàn thiện ấy, thì gặp rất là nhiều những cái vấn đề như là về những cái phong thủy rồi những cái kiêng kỵ ấy các bác. Đấy, thì những người ở trên vùng cao, đặc biệt là chúng cháu ấy các bác, thì là người đồng bào dân tộc Nùng, thì có thể là cái phong thủy, cái những cái phong thủy như là người mỗi dân tộc thì sẽ có một cái phong thủy khác nhau, như kiểu là người dân tộc Kinh ấy thì sẽ kiêng kỵ như là cầu thang này thì không được làm số chắn này, với cả những cái ngôi nhà, những cái cây xà, cột xà gì ấy là không được làm số chắn. Đấy, chỉ làm số lẻ thôi, số chắn thì sẽ là số tử. Nhưng mà ở trên vùng cao ấy là không kiêng kỵ về cái đấy các bác nhé, không kiêng kỵ về cái đấy. Thì tại vì chúng cháu là sẽ kiểu là cúng bái là sẽ khác nhau, sẽ khác. Như là chúng cháu có ví dụ như ngày Tết thì có Tết tháng Tết là có Tết tháng 1 này, Tết tháng 2 này. Đấy. Thì Tết tháng 2 là cũng có những cái ngày rằm này, ngày lễ này sẽ khác nhau, rồi những cái phong tục, rồi cái những cái lễ cúng bái là sẽ khác nhau. Cho nên là về cái phong thủy là sẽ khác, chứ không không phải là theo ở đồng bào dân tộc Kinh. Đấy. Thì khi mà chúng cháu chia sẻ lên ấy thì hầu như là khán giả thì là người đồng bào dân tộc Kinh. Đấy. Coi như là người là đa số, là xem đa số các bác. Đấy, thì có thể là những cái mà các bác thấy là đúng, nhưng mà so với người đồng bào dân tộc ấy, thì nó lại là không đúng. Đấy. Ví dụ như ngôi nhà, thì ngôi nhà của người đồng bào dân tộc Nùng ấy, thì thứ nhất là phải cái cửa này, hướng cửa. Hướng cửa là cái hướng mà quan trọng nhất các bác. Đấy, chỉ kiêng với cái hướng cửa với cả xem hợp tuổi, ngày đẹp hợp tuổi thì làm nhà thôi, chứ không kiêng kỵ như là cầu thang là có mấy bậc. À, như cái cầu thang của em Hưng này làm bằng cái gỗ là mấy bậc là không quan trọng các bác nhé. Cái đấy là không kiêng kỵ về những cái thứ đấy. Thì khi mà tôi trình làm ngôi nhà mới của em Hưng ấy, thì các bác thấy là ví dụ như để những cái gì mà số chắn ấy, thì các bác anh chị sẽ vào bình luận là để như thế là không hợp phong thủy. Thì cái đấy là phong thủy của các bác là như vậy. Thì nhiều bác cũng bình luận bảo là thấy số đông nói như vậy thì tôi trình nên sửa theo cái phong tục phong thủy của các bác đi cũng được. Đấy, thì tôi trình sẽ tiếp thu và sẽ sửa. Thì cái đấy là tôi trình không phải là biết mà cố ý các bác nhé, tại vì phong thủy của chúng cháu thì không kiêng kỵ những cái thứ như vậy, thì tôi trình cũng không biết. Nếu như mà quý bác anh chị muốn sửa lại thì tôi trình sẽ sửa lại theo ý của các bác, như là cái xà đặt lên trên phòng ngủ ấy. Đấy là những cái xà mà gọi là cái rầm thôi các bác, để làm cái trần phòng ngủ ấy, coi như là làm trần ấy, thì các bác cũng kiêng kỵ. Thì cháu Trinh cũng sẽ theo cái số đông của phía bác anh chị, nếu như mà nếu bác anh chị muốn sửa lại thì cháu Trinh sẽ sửa. Nhiều lúc là quý bác anh chị sẽ nghĩ là chúng cháu làm sai làm lỗi, cái gì cũng lỗi mà sửa, phải sửa lại. Nhưng mà theo phong tục với cả theo người đồng bào dân tộc Nùng thì như vậy là chả lỗi gì cả, không lỗi gì về ảnh hưởng đến phong thủy gì cả đâu các bác. Nhưng mà quý bác anh chị lại muốn là sửa theo những cái phong thủy của người đồng bào dân tộc Kinh ấy. Đấy, thì cháu Trinh sẽ sửa lại theo ý của các bác.
cho nên là mới thành sửa lại thôi các bác ạ. Chứ nếu mà không sửa thì cũng vậy, không sao cả. À, nguyên nhà của em Hưng với cả em Thuận thì có một bụi tre ở đây, bây giờ là măng là lên rất là cao rồi các bác ạ. À, những cái cây măng bây giờ là mùa măng các bác. Đó, gần hết mùa đấy. Đây, cây măng rất là cao này. Đấy. À, tôi Trinh thấy em Hưng với cả em Thuận là đi đâu về đây các bác. À, đợi một coi như được gần 2 tiếng thì Hưng cũng đã về, Hưng với cả Thuận cũng về. À. À, Hưng gắn mic vào. Mệt nhờ, leo cái con đường này mệt thật. À, Hưng chào con các bà, chào cô chú ạ. Hưng đi đâu về đấy? Em với Thuận đi chụp thẻ căn cước anh. Thẻ căn cước á? Vâng. À. Có nghĩa là em Thuận là cũng phải làm thẻ căn cước rồi đúng không? Vâng. Em ấy chưa làm nhưng mà đi chụp để làm. Để đi học đúng không? Đúng rồi. Ừ. Dưới 14 tuổi. Ừ. Năm nay 8 tuổi rồi. Ừ. Thì cũng phải bắt đầu làm căn cước rồi. Thì hai anh em đi chụp làm căn cước, sau đó là đi học ấy các bác. Từ từ để anh nhắn mic cho nào. À, nào Thuận nào. À, thảo nào là không thấy hai anh em ở nhà các bác. À, trong tay là cầm cái gì đấy? Ừ. Khai sinh á. Ừ. Đây, đây là giấy khai sinh của em Thuận này các bác. Ừ. Ngày sinh là 21 tháng 3 2016 đây các bác. Đấy. 21 tháng 3 2016 thì năm nay em ấy mới được có 8 tuổi thôi các bác nhé. À. Mẹ là Ly Già Sung đây. Con này Thuận đâu nhỉ? Đây. Ly Thị Thuận đây các bác. Đấy, tên của em Thuận Ly Thị Thuận. Ly Văn Long là bố. À, Ly Văn Long là bố. À. Nào, đi. Ủa, mang áo cầu tay thế này không nóng à? Đi từ lúc mấy giờ rồi, sao anh lên đây đợi cả ngày không thấy đấy? Bọn em ấy. Ờ. Thì nó đông quá, nhiều người. Nhiều người á? Nhiều người làm à? Cả xã làm đúng không? Ờ. À, thằng nào lên đến đây không thấy hai anh em? Lúc là 12 giờ. Từ lúc 12 giờ đi rồi á? À? Xong rồi đợi. Đấy, bây giờ là cũng tối rồi các bác, thì hai anh em mới về. À, cho nên là lên đến đây là không gặp hai anh em, thì cháu Trinh cũng biết là hai anh em sẽ có công việc gì thì mới đi rồi, chứ thường ngày là không đi đâu đâu các bác. Như nếu như mà không có việc gì ấy, thì Hưng đi thì Thuận cũng sẽ ở nhà để trong nhà. Như hôm nay thì hai anh em đều đi làm hết, tại vì một mình Thuận thì người ta cũng không làm cho, phải có anh trai đi để hướng dẫn làm, cũng như là phải có anh trai thì người ta mới làm. Thuận thì cũng chả biết gì đâu, nếu mà để em ấy một mình đi làm ấy, với cả là Hưng phải đưa đi lên trên xã là xa ấy các bác. Nóng lắm. À, cái bếp ga này là đấu rồi nhỉ? Vâng. Đấu sử dụng rồi. Tại vì mấy hôm nay thì nhiều việc quá các bác. Một mình em Thuận ở nhà, còn bắt em ấy lấy củi nữa thì cũng không có đủ thời gian. À, cái bếp ga là đấu ở đây rồi. À, trước là có các bác tài trợ các bác một bộ bếp ga. Thì sau khi mà làm xong nhà mới thì mới mang xuống thôi. À, tạm thời là cứ dùng ở đây. Dùng ở ngôi nhà cũ đấy để sử dụng. Chưa ăn gì à? Có ăn cơm anh ạ, nhưng mà tầm này cũng hơi muộn nữa, 4 rưỡi. Ừ, lại đói rồi đúng không? Vâng. Cái này là bánh gì đấy? Bánh chuối. Bánh chuối à? Vâng. À, làm bánh chuối để mai rằm đúng không? Mai rằm 15 nên là làm bánh chuối. Ờ. Đấy, hai anh em là đất chuẩn bị gì chưa? Bán bánh nhé. Ờ, chuẩn bị gì chưa? Mai rằm ấy. À, có thức ăn gì không? Em có mua được 2 cân thịt đấy ạ. À, có 2 cân thịt. À, Thuận nào. Ờ, đấy, hai anh em ở nhà khác làm bánh chuối. Bánh chuối này là đi mua hay là tự làm ấy? Tự làm ấy nhỉ. Tự làm à? À, đâu lấy cho anh một quả nữa. À, này. Làm đơn giản thôi. Cái này là từ chuối hết này là phải có. Cái đấy là bột đấy, bột gạo và nếp. Có cả bột gạo nếp để trộn vào đúng không? Đấy, rất giỏi luôn các bác, hai anh em tự biết làm ấy. Cái này khả năng là Thuận thì vẫn chưa biết làm, nó Hưng làm á. Đúng không? Vâng. À, cái này bột gạo là phải đi sát về đúng không? Vâng. Sát sau đó là mới trộn với cả chuối để làm thành bánh chuối như này các bác. À, cứ ngày rằm, ngày lễ gì thì sẽ làm những cái loại bánh như bánh dày này, bánh chuối này. Nó phải có để thắp hương. Thắp hương. À, với cả thịt thì cũng phải có. Thì hôm nay giáo trình lên thì cũng có gọi cho em Hưng, nhưng mà đấy, như vừa nãy em ấy nói là em ấy lấy xá các bác để làm giấy tờ.
Thì lên đây cũng không gọi được các bác. Không gọi được thì cũng không biết là em ấy có thiếu gì hay không. Để mai rằm ấy các bác. Như là thức ăn các thứ. Thì chắc chắn là ngày rằm là phải có thức ăn. Thế mai là rằm là có mổ lợn không Hưng? À mổ gà không? Thịt gà không? Không thịt gà á? Không. À thế chỉ có... Gà trước có mấy con được chú ở bên Mỹ tài trợ ấy để nuôi. À. Bây giờ mấy... Nơi mấy... chưa phát triển mấy anh ạ, nó cứ hay bị chết ấy. À. Anh gà con nó cứ chết. Ừ. Cứ lớn lớn một tí nó lại chết. Ừ. Hay là mấy hôm nay nắng quá? Không biết chắc là thời tiết nó bị làm sao ấy. Gà ốm. Gà con ấy ốm ốm kìa. Mưa gió tất thường quá đúng không? Đúng rồi. Kiểu sáng nắng chiều mưa ấy đúng không? Nó mệt trong người ấy sao ấy. Ừ. Chết hết. À, cứ mưa xong nắng, mưa xong nắng này người còn mệt chứ nói gì đúng không? Ừ. Thuận ăn không? Không ăn nữa à Thuận? Thế hôm nay đi lên trên xã là người ta thông báo là sắp được đi học chưa? Không thông báo đâu. Thứ hai á? Thứ hai đi lao động hay là đi học rồi? Chắc đi học rồi. Học rồi á? À. Bảo được, trước bảo được nghỉ 8 à. À. Nó bảo được nghỉ đến 15 tháng 8. Hôm nay đã là 17 rồi, 17 nhưng mà nó vào ngày thứ 7 ấy. À. Thế vào tuần sau là khả năng là đi học rồi. Cũng gần đi học rồi, cũng gần tháng 9 rồi đâu thôi, đúng không? Ừ. Anh thấy là bên cấp 3 người ta cũng tập trung hết rồi, tập trung hết rồi. Ừ. Thế Thuận đi học như này là có điện thoại để mang theo không? Không có anh ạ, có mấy cái điện thoại bé bị khóa hết rồi. À, mấy điện thoại bàn phím là hỏng hết rồi à? Vâng, bị khóa hết rồi. À. Nếu như mà đi học thì em ấy mà bị ốm hay là như thế nào thì liên lạc kiểu gì? Cũng... Em cũng tính là sẽ mua cho Thuận một cái điện thoại nhưng mà... Là mấy cảm ứng thì mấy bàn phím cũng được. Đấy, nếu như mà... Bàn phím xanh kia nó bị khóa rồi. Nếu như mà quý bác anh chị mà tài trợ ấy, thì có thể là... Tài như trợ thế này cho của em cố lúc lên lúc không lên. Nó chập chờn ấy. Máy của em là... Cái máy trước có một bác gửi lên là hỏng rồi đúng không? Đúng rồi. Cái này bây giờ đang nạp hai sim rồi nhá. Không đến lúc mình gọi ấy. Bây giờ em gọi cho anh nhá là nó cứ bị làm sao xong nó lại tắt đi ấy. À, có nghĩa là nó tự sập à? Đúng rồi. Cứ đang gọi là nó nhảy đi ấy. Cái máy bàn phím bây giờ cái loại máy này thì cũng không phải là máy xịn ấy. Hôm trước em đi máy tàu ấy. Em đi thì người ta bảo bây giờ bắt buộc phải đổi cái điện thoại mới hết. Ừ. Cái điện thoại này thì cũng rẻ đâu mà 300-400 thôi đúng không? Vâng. 300-400 là được rồi. Đi làm trên kia nhưng đi làm cho Thuận thì em phải lấy cái sim này lắp vào cái điện thoại của các chú kia để làm mới được ấy. À. Giờ nó không đẩy được. Ví dụ như muốn làm... Mình làm cái dịch vụ công ấy. Ừ. Không có cái máy to thì mình không tự gửi được hồ sơ ấy. À. Có nghĩa là phải có máy cảm ứng không? Đúng rồi. Chụp ảnh được. Mình làm được thì... Cái kia thì được nhưng mà nó hỏng. Bây giờ không có điều kiện để đi sửa ấy. Em bảo thôi cứ dùng cái này tạm đã, xem hôm nào nó khóa hẳn thì mua cái mới vậy. Đấy, thời đại bây giờ là cũng rất là cần quá, cần có một chiếc điện thoại coi như là điện thoại cảm ứng để có thể lên mạng. Để thứ nhất là bây giờ những cái công việc gì ấy thì người ta cũng thông báo lên những cái trang như là Zalo hay là gì. Như hôm trước em đi họp phụ huynh cho Thuận ấy, thầy giáo bảo là bắt buộc là phải có một cái điện thoại cảm ứng để tạo thành một cái nhóm để giáo viên người ta làm việc với phụ huynh nó đúng nó dễ dàng hơn đấy. Đúng rồi. Thế bây giờ làm này thì bây giờ mỗi số một nơi thì không lưu được hết đấy. Các thầy cũng... là cũng khó quản lý. Đúng rồi, khó bây giờ cứ thông báo gì cho phụ huynh thì nhắn thì... từng người thì không được. Đúng rồi. Thì các thầy muốn là có một cái điện thoại cảm ứng để mình làm tạo thành một cái nhóm gì đấy để đúng rồi. Có cái thông tin gì thì các thầy cứ đẩy lên là mình biết. Ừ. Thì các thầy cũng bảo như vậy. Chứ bây giờ em bảo là bây giờ không có thì các thầy bảo. Ừ. Thôi thì cũng cố gắng mua lấy một cái rẻ rẻ thôi để có cái nhóm đấy rồi. Để phòng khi nào Thuận bị em sao ấy thì các thầy có thể điện cho về lên nhóm để bảo cho. Còn không bây giờ Thuận ở trên kia thì cũng cách nhà khoảng 3-4 cây anh ạ. Ờ, với cả là đường đèo thì không phải là gần. Đúng. 3-4 cây thì không phải là gần như đường cao tốc có thể là mình đi tầm 3-4 cây thì đi nhanh lắm. Nhưng mà đường này thì đi khó lắm anh ạ. 3-4 cây như này à, đi đường cao tốc thì đi được gần hai mấy cây, gần 30 cây ấy chứ. Đúng không? Ở dưới kia cách nhau 15-20 cây thì chỉ đi có 10 đến 15 phút thôi mà. Ừ. Nhưng mà trên này thì không được đâu. Trên này đi phải 30 phút. 3-40 phút đấy. Ừ, 3-40 phút thì mới đến trường. Đúng. Là đi xe đấy các bác. Đi bộ còn mệt hơn, vất vả hơn cơ.
Với cả là như em Hưng vừa bảo ấy, là bây giờ cái gì người ta cũng hiện đại hết rồi, như nhà trường cũng không thể kiểm soát được hết là bây phụ giờ ngày huynh. trước là bọn em còn dùng cái sổ cái gì nhỉ, sổ hộ khẩu ấy, nhưng mà bây giờ người ta kiểu muốn dân người ta phát triển ấy thì chắc người ta dùng công nghệ nhiều, thì bây giờ mình không có thì cũng không được, bắt buộc là phải, chắc là em phải bán được thì em phải mua lại một cái Đúng rồi, thì nếu mà mới, bán dê thì mua điện thoại thôi vâng, anh em. thì mới 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 có cơ, mình mới có cái để Như tiếp Hưng cận ấy. thì phải có, còn Thuận thì mua cho em mấy một máy bàn phím cũng được, Vâng. nếu như mà không có tiền, tại vì Thuận thì còn có thể là sẽ ít việc hơn là Hưng, Hưng Vâng. thì còn nhiều công việc. À, nhưng mà nếu như mà có thì Bây Thuận giờ thấy ngày ngày trước các chú ở thôn bảo ấy thì bắt buộc là bây giờ các hộ là phải có một cái điện thoại cảm ứng để mình hoạt động nhóm thôn ấy, chứ không phải đi họp như kiểu là như như ngày trước nữa đâu. Bắt đầu từ mùng 1 tháng 9 này lên là không phải đi họp như ngày trước nữa đâu. Là mình là có chương trình gì là người ta nhắn ở trong nhóm là mình biết. Đúng Và rồi, là không phải đi, không phải mất thời gian ấy. đúng rồi. Chứ như Thế ngày trước là đi là họp cứ bên buổi buổi. bên bên em là còn lạc hậu rồi đấy, Đúng rồi. chứ bên anh là cũng nhóm hết rồi Vâng, bên bên này là bắt đầu mới bắt đầu xây dựng lên thôi anh ạ. à Kiểu dân người ta cũng không cũng có điều còn kiện nghèo, đấy. cũng nghèo đúng không, Không có còn điều nghèo kiện để nhiều. mua máy ấy, nhưng mà bắt buộc là trong trong năm nay là phải có hết. Để mình như ví dụ như nhà ông Lương là ông Lương có rồi À, đấy. ông Lương Ông Lương có là mua cắm rồi ấy, ông Lương trước mua. à Hôm trước đi họp, kiểu đấy. đi họp và họp thôn ấy. Xong là được cán bộ thôn người ta tuyên truyền ấy. Thật Để sự bây có giờ cái cũng nhóm khó để lắm cô mình biết. bác, khó lắm. Bà Chứ bây con giờ không có điện thì thoại thì mới nhà ở một nơi ở tít dưới kia thì chẳng lẽ đi bộ để đi gọi. đúng rồi. Để mà gọi bằng số điện thoại thì cũng không có nhiều tiền để gọi ấy. Bà con là như này này, bà con là bây giờ cũng rất là khó để tuyên truyền các bác. Tại vì nhá, một phần là bà con này không biết sử dụng điện thoại, không được đi Vâng, học, đúng kiểu rồi. là mù chữ ấy, là không Bây biết sử giờ dụng cảm ứng kiểu đâu. có con, có các con, các cháu thì các cháu có là được. Như em Ở Hưng như trong thế này thì bây giờ là phải có đấy, chứ không là nhà. sau này lớn mà già ấy là lại không biết sử dụng điện thoại thì thật sự là rất là lạc hậu luôn các bác, tụt hậu, kiểu tụt hậu ấy. Vâng. Nhưng bây giờ nhá, bà con nhá, tầm như kiểu bố mẹ, mặc tuổi bố mẹ của mình ấy, Là có nhiều mà người ta không sử dụng được. đấy, đi mua điện thoại cảm ứng về á, Bây người giờ ta dạy ấn lâu. như kiểu ấn máy bàn phím ấy, ấn mạnh Vâng, tay mạnh lắm, tay, đúng rồi. cứ như kiểu là Tiếng dùng hết gió sức có để bạch ấn, bạch 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 ấy. có bạch 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 nó hỏng hết Ừ, máy, đúng rồi. tại vì bị nặng tay với cả là không quen, Đúng không biết dùng rồi. Vâng. máy cảm ứng, là phải biết đọc chữ, Đúng rồi. biết đọc chữ thì mới sử dụng được. Cái đấy là bây giờ kiểm nhà các con, các cháu người ta đi học ấy. Đúng rồi, các con Chứ các cháu thì không, ai cũng được đi học đúng hết rồi, rồi đi thời học là này. phải bắt buộc phải sử dụng. Thì có thông báo gì thì như tầm em Thuận là cũng biết rồi, Đúng cũng rồi, như biết em mở, Thuận cũng đi biết học đọc. là có thông báo gì trong nhóm là mình biết rồi. Ví dụ như Như mai bảo là tập trung sửa đường thì tối nay người ta nhắn một tin nhắn là lên, là mình biết, đúng là rồi. cả xóm mình biết là mình không phải đi họp nữa. Chứ như hiện tại ấy, các bác thì làng của em Hưng vẫn như kiểu như vậy này. Ví dụ như ngày mai mà đi sửa đường ấy thì phải thông báo đến cả làng, xong Cả dắt làng, nhau đi học. đúng Học xong thì có mỗi cái chuyện là rồi. sửa đường thôi, mất Thế thời thôi, gian đi học, đúng rồi, tập trung học thì cũng mất hàng chả buổi giờ ấy. thì lại Bây tốn thời giờ gian. mà đi tất cả bà con mà xuống hội trường thôn mà họp ấy thì để mà bà con ổn định thì chắc cũng phải khoảng 2 tiếng đồng hồ thì mới ổn định được. Bởi vì cứ mỗi nhà một nơi, mỗi nhà một nơi, xong rồi đi người lại đi trước, người đi sau ấy, lại Đúng rồi, đợi nhau ấy. người trước Thì bây người giờ cán sau. bộ thôn người ta bảo là bây giờ cứ làm cái nhóm lên để cho nó đỡ tốn thời gian, với cả nó công việc nó cũng hiệu quả hơn anh ạ. Đúng rồi, như trước ấy, trước là đi là họp ấy, không biết là làng em bây giờ còn thế không, là gõ kiểu gõ kèn ấy, Có gõ kẻng keng 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 ấy. keng, tập trung họp Đúng thôn rồi, họp gì ấy, đúng rồi, cứ gõ xong đến tối thì bà con lại rủ đi, nhau đi họp thôn. đúng rồi, Bây giờ thì bên chỗ của Hưng là vẫn còn như vậy, vẫn còn chỗ còn của như cháu vậy, Trình là sẽ thông báo qua tin nhắn Zalo hết rồi các bác nhé, đúng có nhóm ở Zalo là thông báo Zalo là họp là biết. đấy. Còn những cái cán bộ thôn ấy, nếu như mà nhà nào mà không biết sử dụng điện thoại ấy, thì có thể là gọi thì nó sẽ ít hơn, Đúng tại rồi, vì cái phần không biết phần sử dụng là nó nó sẽ ít hơn, ít hơn, ít ít, hơn nó vài nhà thôi vài nhà thôi. đấy, còn hầu như là nhà nào cũng biết hết Bây rồi. giờ gần như là toàn bộ là cổ biết hết anh ạ. Bây giờ người ta tiếp cận công nghệ nó cũng nhanh ấy, Đúng rồi, còn hộ sử nào dụng không biết thì sẽ mình gọi đây. cho. Bây giờ cả ông Lương còn sử dụng được. Đúng Ông Lương còn sử dụng được cái rồi, máy cảm ứng rồi. đúng rồi, Lương hai vợ ấy đúng đúng rồi, không? Có máy cảm ứng Lương để hai sử vợ dụng là rồi. cũng sử dụng rồi đấy. Bây giờ còn nhóm rồi. Này Thuận đi đâu ấy? Đúng rồi đây. Đây, chọn áo à? Tí nữa anh chọn cho.
Chân áo để đi đâu đi hỏi? Để đi không, đi đi chụp lại căn cước này. À, vẫn chưa xong. Vẫn chưa xong, vâng, chưa đợi được à? Chưa được, lấy các chú hẹn bảo là khoảng 8 giờ đến 11 giờ đêm. Ui dồi. Vẫn còn đang chụp. À, có đẩy, nghĩa là bây giờ cả xã rồi. Cả xã. Bây xã đẩy, của em Hưng ấy là đông không nhất. Kịp, đông nhất anh ạ, đông dân nhất. Đông nhất ở huyện này rồi các bác. Đúng rồi. Tại vì xã của em Hưng là hai xã gộp vào, gộp làm một xã. Đúng rồi. Đấy, thì đông, rất là đông. Dân lắm. Đây là làm từ sáng à? Làm được 3 ngày nay rồi anh ạ. 3 ngày. 3 ngày rồi. 3 ngày chưa xong. Tại chưa vì xong. Khả năng là cán bộ xã thì cũng ít các bác. Với cả năm, có một chỗ để cũng làm cũng khoảng 5 người làm anh ạ. 5 người làm. Vâng. Có nhiều như hôm qua em đi thì bị lỗi cái mạng ấy. Kiểu chắc làm đẩy nhiều quá nó bị lỗi. Cái đấy là xếp hàng hay là làm từng thôn một? Không, mình cứ nộp căn cước, giờ đấy các chú ấy gõ đến ai là ai lên làm. Cứ nộp rồi. Chưa? Nộp rồi. Nộp rồi. Vâng. Nhưng mà còn lâu lắm nhỉ? Chắc là cũng khoảng em cũng đi sớm mà. À. Chiều nay chắc đến thì tí nữa mình lên thì các chú ấy vẫn ưu tiên làm trước. Ừ. Thì mình đi có việc ấy, em bảo là đi có việc thì. Ừ. Các chú ấy cũng bảo là thôi bây giờ cứ về đi, hai anh em về đi đã. Ừ. Hôm qua em lên thì còn bảo là không phải bố mẹ của Thuận thì không làm được, thế em bảo bây giờ bố mẹ chết hết rồi thì giờ anh bảo em đi đâu tìm bố mẹ về làm cho, bây giờ bố mẹ đẻ thì chết hết rồi. Giờ còn với anh trai thì bắt buộc là anh trai phải làm cho thôi chứ. Ừ. Thì các chú ấy bảo thôi được rồi đấy thì các chú cũng chưa học qua cái chương trình này thì bây giờ cứ về đi đã, xong mai lên các chú chụp cho. À, các chú là không biết là bố mẹ mất nên là phải đòi bố mẹ làm đúng không? Đúng rồi. Thấy Hưng đi làm ấy. Hôm qua em bảo có cả giấy khai tử đồng hoàng, bây giờ các chú cứ xem đi xong. Ừ. Bảo được rồi, cứ đi về đi đã. Chắc chắn là cái trường hợp đấy thì người ta cũng sẽ giải quyết thôi. Giải quyết với cả có cái phương án để giải quyết. Vâng. Bố mẹ mất hết các thì chú bảo là đây là hộ gia đình đặc biệt. Yêu tiên. Ưu tiên đặc biệt. Ừ, đúng không? Ừ. Với cả là chú trưởng quan xã bảo là thôi bây giờ hai cháu cứ về đi. Không là lúc nào lên thì để chú làm hộ cho. Ừ. À, thì bây giờ cũng 5 giờ rồi các bác. Ừ, cũng tối rồi, anh em còn phải lên xã để làm giấy tờ nữa. Thì khả năng giáo trình cũng sẽ di chuyển đi về để cho hai anh em còn đi làm. Chứ tí nữa còn về nhà còn bao nhiêu việc ở nhà. Đấy, một mình Thuận đi thì cũng không được. Với cả một mình Hưng đi cũng không được. Thì hôm nay thì cháu Trinh lên cũng có mua 2 cân thịt lên cho hai anh em để mai ăn rằm. Anh lại mua lên à? Ừ. Em vừa đi lại cũng mua 2 cân. Tại vì nãy là không gọi được ấy, không gọi được cho em nên là mua sợ là em không có. Điện thoại ấy, nhiều khi anh gọi thì không cũng không được ấy, nó cứ bị lỗi. Mua cho 2 cân thịt để mai anh em làm thức ăn. Vâng, em cảm ơn. Hồi nãy là anh có mang tiền lên tiền đợt trước mua thức ăn hôm qua ấy, hôm kia ấy. Vâng. Tổng kết ấy thì mua 2 con gà. Đấy, với cả là một số thức ăn nữa thì nước uống bia nữa các thứ. Thì ở trình đưa cho em Hưng 500.000 để đi trả trước nhé. Vâng ạ. 500 là đủ chưa? Cả bia các thứ ấy. Bia. Gà là hết 400 420. Ừ, 420. Thế khả năng chưa đủ nhỉ? Chưa đủ. Còn tiền còn bia tiền nước bia, thôi. Bia nước nữa. Hôm đấy uống thì các chú cũng bảo uống rượu thì cũng không có rượu ấy. Ừ. Vì bây giờ thì cũng chả ai nấu rượu mấy ạ. Ừ. Giờ đa số là người ta uống ít thì người ta uống bia tí thôi. Nhưng không uống nhiều ngày trước ấy, uống một tí thôi. Thức ăn này thì Hưng là đi xã thì cũng mua được 2 cân thì cứ để đi, để dành đi. Tại vì mấy hôm nay thấy hai anh em chỉ có ăn măng chua thôi. Em làm cái măng ớt. Chỉ có ăn măng ớt thôi, không có thức ăn gì thì mai rằm thì. Mấy hôm nay thì em cũng bảo là đi trồng cái rau cải nhưng mà trước trồng một tí không lên anh ạ. À. Mùa này nó mưa nhiều ấy, nó bị bẹp xuống hết. À. Lên được một tí cho nó bẹp xuống hết, trồng ngay đây này. Thì nó không lên. Mưa mai, nhiều, mưa to quá đúng không? Mưa to, cứ phải hết 15 tháng 7 này thì gieo rau cải mới lên. Ờ, cứ để không biết là cái giống rau kia. Ừ. Còn cái giống ngô thì không lên rồi, giống ngô thì trồng không lên rồi. À. Trước không có bà gửi cho đi trồng, hôm nọ em đi trồng với Thuận đi một buổi. À. Về sau lại phải đi mua giống ngô mới, nó bị mọt ấy. À. Nó bị hỏng hết, nó bị thối hỏng, chứ. Hỏng hết thối. À. Hạt của nó thì còn nguyên nhưng mà nó không mọc mầm được. À. Chả có gì ăn nhưng mà nó không mọc mầm được anh ạ. Ừ. Đấy thì mai xem là rằm thì anh lên được thì anh sẽ lên để ăn rằm với hai anh em. Vâng ạ. Mai lên nên rằm với anh em với em nhé. Còn không thì hai anh em xuống nhà anh nhé. Mai cũng rằm ấy. Mai thì nhà anh cũng rằm, với cả là anh thì đi làm chứ không phải ở nhà như là các em. Có thể là ngày rằm thì anh mới về nhà đâu. Vâng. Đấy,
Vậy thì chắc là Cũng để. ở huyện thì cũng ở được 2-3 tháng, nhà cũng gần nhưng mà không có thời gian là cũng không về được đâu. Vâng anh ạ. Thì mai rằm thì chắc chắn là anh cũng phải đi nhà anh, xong là nếu như mà hai anh em mà ăn rằm ăn trước lúc sớm ấy thì xuống nhà anh nhé. Vâng. Xuống nhà anh chơi hai anh em xuống. Vâng ạ. Đấy. Bây giờ thì giáo trình cũng di chuyển đi về để cho hai anh em đi làm ở giấy tờ của bác nhé. Còn thước phim bên đây khá là dài rồi. Giáo trình cũng xin phép là khép lại nội dung của video tại đây. Cảm ơn tất cả quý bác anh chị đã luôn đồng hành cùng Hoa Cải Vàng để trao tình cảm, tình yêu thương đến những hoàn cảnh như em nhỏ trên vùng cao. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những thước phim tiếp theo trên kênh của Hoa Cải Vàng. Xin chào các bác. Con chào Chào con, con các bà. con chào con các bà, chào cô chú ạ. Chào mừng các bác đến với gian hàng nhỏ của Hoa Cải Vàng. Các bác mến, hôm nay thì giáo trình lại tiếp tục đưa đến cho tất cả quý ông bác, quý anh chị những sản phẩm đặc sản ở trên vùng cao. Trước tiên thì giáo trình sẽ xin phép là giới thiệu mật ong hoa bạc hà các bác nhé. Mật ong hoa bạc hà thì quý ông bác anh chị có thể phân biệt qua màu của bác nhé. Còn đây là mật ong khoái này, mật ong khoái rừng với cả mật ong hoa bạc hà. Và đặc biệt là bên kênh của Hoa Cải Vàng chỉ có hai loại mật ong mà giáo trình bán duy nhất, đó là mật ong khoái và mật ong hoa bạc hà. Tại vì là những cái mật ong này thì giáo trình chuyên thu mua của bà con những cái nông sản, những cái đặc sản vùng cao đạt chuẩn 100% về chất lượng, thì cháu Trinh sẽ gửi đến cho toàn thể quý bác, quý anh chị. Nhiều bác có hỏi cháu Trinh rằng là dùng cách nào để mà phân biệt mật ong chuẩn. Đây, thì cháu Trinh có chuẩn bị một cốc nước lọc này với cả một lít mật ong. Cháu Trinh sẽ đổ mật ong vào nước lọc xem là nó sẽ như thế nào các bác nhé. Đấy, nếu mà mật ong lắng xuống mà không hòa tan trong nước thì nó là mật ong đặc chuẩn 100%. Đấy, thì quý bác anh chị có thể quan sát là những cái giọt mật ong mà cháu Trình đổ xuống là rất là đặc này. Rồi khi mà cháu Trình đổ xuống nước là nó sẽ không hề tan các bác nhé, không hòa tan. Đấy, mật ong là ra nguyên mật ong, nước là sẽ nổi lên phần nước đấy. Rồi cháu Trình khuấy đều như thế này nó cũng sẽ không tan nếu như mà mình không tác động mạnh. Và tiếp theo cháu Trình muốn giới thiệu đến cho quý bác anh chị đây là sản phẩm trà rào của Lam các bác nhé. Trà rào của Lam thì đối với quý ông bác anh chị khả năng là không còn xa lạ nữa, được coi như là những bài thuốc được ví như là cỏ trường sinh và được ưa chuộng ở những nước mà phát triển về những cái cây thuốc nam như là Trung Quốc, Nhật Bản. Đây, thì quý ông bác anh chị có thể mua về và có thể gọi điện trực tiếp cho giáo trình để giáo trình sẽ tư vấn cụ thể từng một sản phẩm một và có tác dụng gì. Và hầu như là những sản phẩm mà giáo trình đang bán ở trên kênh thì sẽ có những bài thuốc riêng của bác nhé. Đây, còn trước mắt của bác anh chị đây là chè san tuyết cổ thụ của bác nhé. Đấy, thì mỗi vùng thì có một loại chè khác nhau. Ở trên chúng cháu thì trên cao thì sẽ có những cái loại chè mà hương vị nó khác nhau. Quý bác anh chị có thể mua về và thưởng thức các bác nhé. Còn đây, trên tay của cháu Trinh đây là sản phẩm mộc nhĩ rừng của bác nhé. Mộc nhĩ rừng rồi là nấm hương rừng. Đấy, tiếp theo đây là sản phẩm bịch miến rong đặc sản trên vùng cao của bác nhé. Loại miến rong này thì khác với tất cả các loại miến là ăn nó rất là ngon và nó không nó dai các bác, dai ngon để được lâu. Sản phẩm miến thì trên chúng cháu là có hai loại, một là xe sản xuất bằng máy của bác nhé, đây là sợi miến được cắt bằng máy, còn đây là sợi miến thủ công của bác nhé, thủ công cắt bằng tay các bác ạ. Sợi này thì rất là to, gọi là sợi miến siêu to khổng lồ luôn đấy các bác. Còn tiếp theo đây là sản phẩm măng dối của bác nhé. Măng dối thì cũng được làm từ cây măng nứa khô của bác nhé. Còn măng nứa miếng như thế này thì quý bác anh chị mua về có thể là dùng cả miếng như thế này để mình nấu thịt nhừ các bác nhé. Có thể chế biến được rất là nhiều món khác nhau tùy theo cái nhu cầu của mình. Còn đây là sản phẩm ốc chó nếp Hà Giang. Đấy, đặc sản trên vùng cao. Loại sản phẩm này thì rất là thích hợp cho trẻ nhỏ, bà bầu và người già, nam giới của bác nhé. Hầu như là nhóm tuổi nào cũng có những cái bài thuốc và những cái công dụng để phù hợp cho mình hết. Còn đây, đây hạt của quả ốc chó đây các bác. Hạt này thì quý bác anh chị mua về có thể là sử dụng luôn các bác nhé. Đây. Đấy, mình có thể ăn luôn là được. Hoặc là quý bác anh chị có thể rang lên hoặc là lấy xay làm sữa.
lên nấu cháo. Quý bác anh chị mua nhiều sản phẩm thì cháu Trinh sẽ tặng quý bác anh chị một hũ chẩm chéo của bác nhé, hoặc là nửa cân miến rong của bác nhé. Rất là mong quý bác anh chị sẽ ủng hộ những gian hàng đặc sản trên vùng cao để cháu Trinh có thể tiêu thụ phụ giúp bà con của bác nhé. Còn bây giờ thì xin chào các bác.